Thành Lê, võ sĩ gốc Việt giành đai vô địch thế giới bằng chiến thắng knockout trước Martin Nguyễn là ai? Sau những cú đấm liên hồi về phía nhà vô địch Martin Nguyễn, Thành Lê đã giành chiến thắng và đoạt được chiếc đai vô địch hạng Featherweight hạng lông từ chính đối thủ. Trận đấu giữa hai võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn và Thành Lê diễn ra với kịch bản vô cùng bất ngờ. Thành Lê chơi tốt hơn trong hiệp đầu, còn Martin Nguyễn thể hiện tốt hơn ở hiệp 2. Bước vào hiệp 3, Martin Nguyễn tấn công dồn dập với ý đồ hạ knockout đối phương. Nhưng chỉ một phút hụt hơi và đánh trượt, nhà đương kim vô địch đã bị phản đòn tới tấp và cuối cùng thất bại đau đớn, để mất chiếc đai vô địch vào tay Thành Lê. Điều thú vị là chiến thắng này đến đúng như những gì mà Thành Lê tuyên bố trước trận. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt tin rằng cả anh và Martin Nguyễn đều hướng đến một chiến thắng knockout. Và cuối cùng Thành Lê đã đánh bại được nhà đương kim vô địch ở hiệp đấu thứ 3. Trên sàn đấu One Championship, Thành Lê được ví như một làn gió mới. Khác với nhiều võ sĩ thi đấu rất thực dụng, rình rập chờ đợi sơ hở của đối phương, Thành Lê lại chọn cho mình lối đánh tấn công như vũ bão. Anh rất tự tin với những cú đá mang phong cách taekwondo và từng khiến Martin Nguyễn điêu đứng với ngón đòn sở trường này. Bên cạnh đó, Thành Lê còn học cả đấu vật tự do như thuật Brazil và rất nhiều môn võ khác để hoàn thiện kỹ năng chiến đấu. Bảng thành tích hiện tại của Thành Lê là 12 chiến thắng, 2 trận thua, đặc biệt có tới 11 trên 12 chiến thắng bằng knockout. Trước khi hạ gục Martin Nguyễn, Thành Lê từng vượt qua những đối thủ nặng ký như võ sĩ người Nga Yusuf Sadulaev, cựu vô địch One Championship Kotetsu Bukko và cao thủ Nhật Bản Ryogo Takahashi. Cuộc đọ sức với Ryogo Takahashi từ hồi đầu năm nay cũng có kịch bản tương tự như Thành Lê đánh bại Martin Nguyễn. Hai bên liên tục ra đòn, nhưng Thành Lê với bản lĩnh và tận dụng tối đa tình huống đối phương đấm hụt để giành ưu thế. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt dồn Ryogo Takahashi vào góc võ đài và tung cú đấm trời giáng khiến địch thủ không còn khả năng thi đấu. Năm nay 35 tuổi, Thành Lê cho biết đã có 30 năm tập luyện võ thuật. Cha của anh cũng là một võ sĩ taekwondo có tiếng. Dù vậy, điều thú vị là Thành Lê chưa từng nghĩ đến sàn đấu chuyên nghiệp cho đến năm 26 tuổi. Bố là người Việt, mẹ là người Mỹ. Thuở nhỏ, Thành Lê sống tại New Orleans, Mỹ và tập taekwondo như một cách để rèn luyện kỹ thuật, tránh những trò quậy phá ngoài đường phố. Anh cũng như nhiều người khác, yêu thích các bộ phim sitcom, nhạc hip-hop. Lớn lên, Thành Lê đi làm một công việc văn phòng không quá đặc biệt. Mọi thứ thay đổi khi Thành Lê được xem một trận đấu MMA vào năm 2011. Dựa trên nền tảng võ thuật sẵn có, anh tìm hiểu và tập luyện một cách nghiêm túc để có thể lên võ đài thi đấu. Tháng 7 năm 2012, Thành Lê bước vào trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 27. Khá muộn so với nhiều võ sĩ khác. Dù vậy, với 4 chiến thắng liên tiếp, anh nhanh chóng khẳng định tên tuổi và chuyển sang đấu trường chuyên nghiệp chỉ một năm sau đó. Năm xưa, khi bỏ công việc văn phòng để theo nghiệp võ, Thành Lê chưa nghĩ rằng mình lại có một ngày giành đai vô địch thế giới. Nhưng cuối cùng, anh đã chứng minh được quyết tâm với danh hiệu vô địch hạng Featherweight trên đấu trường danh giá One Championship. Trên võ đài, cầm trên tay chiếc đai vô địch, Thành Lê thể hiện sự tôn trọng dành cho Martin Nguyễn, cũng là một võ sĩ gốc Việt được biết đến với nghị lực phi thường. Thành Lê hy vọng giữa hai người sẽ có một trận tái đấu và người hâm mộ cũng háo hức chờ đợi màn tái ngộ giữa hai võ sĩ tài năng này. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Vì sao Thành Lê 35 tuổi mới hạ gục Martin Nguyễn để xưng vua tại One Championship? So với nhiều võ sĩ khác, Thành Lê gia nhập làng võ tự do MMA muộn hơn rất nhiều. Thế nhưng anh đang cho thấy sức mạnh không thể cản nổi. Martin Nguyễn ngày càng tiến bộ hơn mỗi khi anh ta thượng đài. Thành Lê trông rất ấn tượng, nhưng tôi không nghĩ anh ấy có đủ khả năng để đánh bại nhà vô địch. Đó là nhận định của nhà cựu vô địch One Championship, Jabatian Kaderstam. Trước thềm trận đấu siêu kinh điển giữa hai võ sĩ gốc Việt, Thành Lê và Martin Nguyễn. Không chỉ có Sebastian Kaderstam, phần đông chuyên gia đều lựa chọn Martin Nguyễn sẽ giành chiến thắng trước Thành Lê. Trước thềm trận đấu, Martin Nguyễn là tượng đài của One Championship với hai đai vô địch ở hạng nhẹ và hạng lông, còn Thành Lê chẳng khác gì tay mơ. Cách đây đúng một năm, anh mới chập chững gia nhập giải đấu One Championship. Nhưng trái với dự đoán ấy, Thành Lê tự tin tuyên bố, một trong hai chúng tôi sẽ bị hạ bằng knockout. Lời phát biểu của Thành Lê cho thấy tinh thần chiến binh thực sự, những người luôn sống trong làn danh giữa sự sống và cái chết.
có một con số chỉ ra sự vĩ đại của Thành Lê. Ở thời điểm thượng đài với Martin Nguyễn vào tối thứ 6, anh đã bước sang tuổi 35 và chưa giành đai vô địch nào ở One Championship. Trong khi đó, Martin Nguyễn kém anh 4 tuổi, bước vào sàn đấu một cách ngạo nghễ với chiếc đai vô địch hạng lông. Đối với nhiều chuyên gia, Thành Lê dù gặt hái được nhiều thành công ở Mỹ, chỉ là tay mơ khi bước vào trận chiến với nhà vô địch Martin Nguyễn. Nhưng võ sĩ người Mỹ gốc Việt đã cho thấy tất cả dự đoán chỉ là trò đùa bằng chiến thắng vô cùng thuyết phục. Khác với lối chơi thăm dò của Martin Nguyễn, Thành Lê bước vào trận đấu với dòng máu sôi sục tấn công. Điểm mạnh nhất của Thành Lê chính là những đòn đá chân được phát huy một cách tối đa. Ngay từ nhỏ, võ sĩ sinh năm 1985 đã theo học Taekwondo từ người cha Việt Nam. Bởi lẽ đó, những đòn đánh của Thành Lê mang khá nhiều hơi hướng của môn võ này. Nó giúp anh thành công rực rỡ khi rẽ ngang sang MMA. Lối chơi của Thành Lê luôn duy trì được sự chủ động. Anh vừa tấn công vừa di chuyển. Về cơ bản, lối chơi này rất tốn sức, nhưng nó luôn mang lại khó khăn cho đối thủ trong việc phán đoán điểm yếu. Sẽ thật khiên cưỡng nếu nói Thành Lê giành chiến thắng trước Martin Nguyễn một cách dễ dàng. Bởi lẽ ở thời điểm đầu hiệp 3, Thành Lê đã bị Martin Nguyễn tấn công dữ dội tới mức không thể đứng vững. Thế nhưng bước ngoặt trận đấu xảy ra khi Thành Lê có pha phản đòn khiến cho võ sĩ người Australia gốc Việt không thể chống đỡ. Trong những năm qua, Martin Nguyễn vẫn nổi tiếng với lối chơi lì đòn tỉnh táo. Nhưng ở thời khắc quyết định, Thành Lê đã khiến cho người tỉnh táo nhất cũng phải mắc sai lầm. Pha phản đòn ở đúng thời điểm khó khăn nhất cho thấy Thành Lê lạnh lùng tới cỡ nào. Cách mà Thành Lê giải quyết Martin Nguyễn cũng giống hệt như cái cách mà anh hạ knock out võ sĩ người Nhật Bản, Ryogo Takahashi vào đầu năm nay. Võ sĩ người Mỹ gốc Việt đã tận dụng cú đấm hụt của đối thủ trước khi tung đòn đấm đá túi bụi. Bản lĩnh ở thời điểm nóng tạo nên Thành Lê bất khả chiến bại. Khác với nhiều võ sĩ MMA khác, Thành Lê được xem là đóa hoa nở muộn. Mãi tới năm 2012, tức là khi Thành Lê 27 tuổi, thì anh mới biết tới MMA và bắt đầu tập luyện thi đấu. Dù vậy, Thành Lê chứng minh cho tất cả anh sinh ra để thi đấu MMA. Trước khi bắt đầu sự nghiệp MMA chuyên nghiệp, Thành Lê thi đấu 9 trận nghiệp dư và thắng tới 8 trận. Khi thi đấu chuyên nghiệp, võ sĩ người Mỹ gốc Việt còn ấn tượng hơn khi thắng 11, thua 2. Đáng chú ý trong đó có 10 chiến thắng bằng knockout. Dù mới gia nhập One Championship vào năm nay, nhưng Thành Lê đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi thắng cả 4 trận, tất cả đều bằng knockout. Trước Martin Nguyễn, các võ sĩ khác như Yusuf Sadulaev, Kotetsu Boku, Ryogo Takahashi đều là bại tướng của võ sĩ sinh năm 1985. Đặc biệt, hai chiến thắng trước Kotetsu Boku và Ryogo Takahashi chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một hiệp. Ở tuổi 35, khi nhiều võ sĩ không còn sung sức, Thành Lê vẫn ngạo nghễ thách thức tất cả. Cái cách anh thách đấu và hạ knock out Martin Nguyễn chính là sự khẳng định. Giờ đây, giải One Championship đã bước sang trang mới, với ông vua mới mang tên Thành Lê. Tất nhiên, những người hâm mộ MMA vẫn hy vọng Martin Nguyễn có thể thách đấu trở lại để khẳng định vị thế của ông vua. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.